Hạnh phúc luôn được chia sẻ bởi những bông hoa. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Việt US 1040. Chúc cả nhà luôn bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành với chúng tôi qua từng video. Đây là loạt video mới của kênh trong chủ đề Hoa đẹp mỗi ngày, hy vọng sẽ mang đến luồng gió mới để mọi người cùng thưởng thức và có những ý niệm mới về vẻ đẹp của hoa. Như chúng ta đã biết, hoa đã tồn tại trên trái đất hàng triệu năm và luôn là một phần quan trọng của cuộc sống của con người. Vẻ đẹp của các loài hoa không chỉ nằm ở sự tươi mới và sắc màu của chúng mà còn ẩn chứa những giá trị tinh thần và ý nghĩa sâu sắc. Loài hoa đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không chỉ vì khả năng làm cho môi trường trở nên tươi đẹp hơn mà còn vì những lợi ích vượt ra ngoài cái nhìn bề ngoài. Chúng ta sẽ khám phá vẻ đẹp và ích lợi của các loài hoa đối với cuộc sống con người ngày nay. Bạn nghĩ gì về vẻ đẹp của các loài hoa? Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng biệt, từ những bông hoa nhỏ xinh, nhẹ nhàng và dễ thương như hoa cúc, hoa cỏ dại, cho đến những bông hoa lớn, quyến rũ như hoa hồng và hoa lan. Sắc màu của hoa là một phần quan trọng tạo nên vẻ đẹp của chúng. Hoa có thể có màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, xanh lá cây, hoặc màu pastel nhẹ nhàng như hồng, tím, và xanh dương. Những sắc màu này không chỉ làm cho mắt chúng ta thích thú mà còn góp phần tạo nên một môi trường sống thú vị và đa dạng. Vẻ đẹp của các loài hoa còn được thể hiện qua hình dáng và cấu trúc của chúng. Một số hoa có hình dạng độc đáo như hoa hướng dương với những bông hoa lớn vươn cao, hoặc hoa lưỡi hổ với những cánh hoa thon dài giống như lưỡi hổ. Các loài hoa khác có cánh hoa mỏng manh và đầu nhọn như hoa sen. Bất kể hình dáng nào, hoa đều có khả năng tạo nên sự kỳ diệu và sự hấp dẫn riêng của chúng. Ích lợi của các loài hoa đối với cuộc sống của con người. Tạo ra không gian xanh. Các loài hoa đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra không gian xanh trong các khu vườn, công viên và các khu đô thị. Không chỉ làm cho môi trường trở nên tươi mới và xanh mướt, các loài hoa còn giúp làm giảm nhiệt độ và tạo ra một không gian thư giãn cho con người, thúc đẩy sức khỏe tinh thần. Thực nghiệm nghiên cứu đã chứng minh rằng việc ngắm nhìn hoa có thể giúp giảm căng thẳng, lo âu và tăng cường tinh thần lạc quan. Vẻ đẹp của hoa có sức mạnh làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn. Tạo nên sự kết nối, hoa thường được tặng nhau trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ kỷ niệm và ngày lễ. Việc này không chỉ thể hiện tình cảm và sự quan tâm mà còn giúp tạo nên sự kết nối và gắn kết giữa con người. Thực phẩm và dược phẩm. Nhiều loài hoa cung cấp thực phẩm quan trọng cho con người. Ví dụ, hoa hướng dương được sử dụng để sản xuất dầu hướng dương, hoa lavender được sử dụng trong làm mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da, và hoa cúc có tính kháng vi khuẩn được sử dụng trong y học. Phô diễn tài năng và nghệ thuật, hoa đã được sử dụng làm nguồn cảm hứng cho nghệ thuật và thiết kế trong nhiều thế kỷ. Họa sĩ, nhà thơ và nhà thiết kế thường lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hoa để tạo ra tác phẩm nghệ thuật độc đáo và đẹp mắt. Phục hồi môi trường. Các loài hoa thường góp phần vào việc phục hồi môi trường. Chúng cung cấp thức ăn cho côn trùng và các loài chim, đồng thời giúp thụ động khí CO2 và tạo ra không gian sống cho nhiều loài thực vật và động vật khác. Hoa không chỉ là một phần của cuộc sống hàng ngày của con người mà còn đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Dưới đây là một số ích lợi quan trọng của hoa trong lĩnh vực này. Nghiên cứu thực vật học. Hoa là một phần không thể thiếu trong nghiên cứu thực vật học, giúp nhà khoa học hiểu rõ về cấu trúc, phát triển và chu kỳ sống của thực vật. Qua việc nghiên cứu hoa, họ có thể xác định các đặc điểm di truyền, khả năng thích ứng và sự biến đổi của cây cối trong môi trường khác nhau. Nghiên cứu sinh học và sự đa dạng sinh học. Hoa là một phần quan trọng của hệ sinh thái và cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật và côn trùng. Những nghiên cứu về tương tác giữa các loài trong môi trường tự nhiên thường dựa vào quan sát về cách các loài hoa thu hút và hỗ trợ sự đa dạng sinh học. Nghiên cứu tiến hóa. Hoa cung cấp thông tin quý báu về quá trình tiến hóa của các loài thực vật. Các loại hoa khác nhau có những chi tiết cấu trúc và màu sắc riêng biệt, và thông qua nghiên cứu về hoa, nhà khoa học có thể đưa ra những khái niệm về sự phát triển và tiến hóa của cây cối trong khoảng thời gian hàng triệu năm. Nghiên cứu y học và dược phẩm. Nhiều loài hoa có giá trị y học và dược phẩm đáng kể. Hoa được sử dụng để sản xuất thuốc, dầu thơm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Nghiên cứu về thành phần hóa học và tác dụng của các loài hoa đã dẫn đến việc phát triển nhiều loại thuốc và phương pháp điều trị hiệu quả. Nghiên cứu về tâm lý và tinh thần, vẻ đẹp của hoa có tác động tích cực đối với tâm lý con người. Nghiên cứu về tác động của hoa đến tinh thần và tâm hồn đã giúp hiểu rõ hơn về tác động của môi trường tự nhiên lên sức khỏe tinh thần của con người và về tác dụng của màu sắc và hình dáng trong tạo cảm. Mặt khác, hoa còn đem đến sự lãng mạn, tôn vinh quan niệm sống chậm và sự thư giãn trong tâm hồn con người. Vì sao ư? Hoa luôn là biểu tượng của sự lãng mạn và tình yêu trong văn hóa con người. Từ thời cổ đại đến hiện đại, hoa đã thể hiện tình cảm và tôn vinh quan niệm sống chậm một cách đẹp đẽ. Vẻ đẹp của hoa, cùng với hương thơm và màu sắc của chúng, tạo nên một không gian thư giãn trong tâm hồn con người. Về sự lãng mạn của hoa, hoa luôn là một biểu tượng của tình yêu và lãng mạn. Việc tặng hoa cho người khác đã trở thành một cách thể hiện tình cảm độc đáo. Không có gì có thể so sánh với cảm giác khi nhận được một bó hoa tươi thắm, được chọn lựa cẩn thận, từ người mà bạn yêu quý. Hoa hồng, chẳng hạn, thường được liên kết với tình yêu đích thực và lòng trung thành. Những bông hoa này mang theo thông điệp về tình yêu và sự đam mê, biểu thị tình cảm sâu sắc và tôn vinh tình yêu. Hoa cũng thường xuất hiện trong các dịp quan trọng như ngày kỷ niệm, lễ cưới và lễ hỏi. Trong các buổi lễ này, hoa không chỉ làm cho không gian trở nên quyến rũ hơn mà còn tạo ra một không gian lãng mạn cho những khoảnh khắc đáng nhớ. Các bức ảnh cưới thường xuất hiện với cặp đôi đứng trong lễ đường rộng lớn và trang trí hoa, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu và hạnh phúc. Về việc tôn vinh quan niệm sống chậm, hãy thử nghĩ xem, trong thế giới hiện đại đầy áp lực và cuộc sống nhanh chóng, hoa đóng vai trò quan trọng trong việc tôn vinh quan niệm sống chậm. Hoa thể hiện sự tĩnh lặng và sự đẹp đẽ trong từng chi tiết. Khi ta nhìn vào một bông hoa, ta thường phải dừng lại và ngắm nghía, để tận hưởng vẻ đẹp tinh tế mà nó mang lại. Điều này giúp ta thoát khỏi cuộc sống vội vã, tạm gác lại mọi lo âu và căng thẳng, và thư giãn trong giây phút hiện tại. Hoa cũng thể hiện sự kỳ diệu của quá trình phát triển. Chúng khám phá một cách tự nhiên qua từng giai đoạn từ cây mầm đến bông hoa đầy màu sắc. Quá trình này tạo ra một sự kỳ diệu và thú vị, khắc sâu vào tâm hồn con người, gợi nhớ về quan niệm sống chậm và tôn trọng quá trình phát triển của mọi vật thể sống. Màu sắc của hoa cũng có tác động tích cực đến tâm trạng của con người. Mỗi loài hoa có màu sắc riêng biệt, và màu sắc này thường được liên kết với các ý nghĩa cụ thể. Ví dụ, màu đỏ thường biểu thị tình yêu và đam mê, trong khi màu xanh lá cây tượng trưng cho sự tươi mới và sự sống. Khi ta nhìn vào màu sắc của hoa, ta thường cảm nhận được một cảm xúc tốt lành và thư giãn. Cuộc sống ngày nay đòi hỏi chúng ta phải thức dậy sớm, đối mặt với công việc và cuộc sống hàng ngày với tốc độ nhanh chóng. Trong bối cảnh này, hoa trở thành một phần quan trọng trong việc giữ cho chúng ta cân bằng cuộc sống. Chúng giúp ta kết nối với tự nhiên, tôn vinh quan niệm sống chậm và thư giãn tâm hồn. Chỉ cần một lời tặng hoa nhỏ, một bó hoa tươi thắm trong căn phòng, hoặc một lúc ngồi dưới bóng một cây hoa, ta có thể trải nghiệm vẻ đẹp và thư giãn mà hoa mang lại, và cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của cuộc sống chậm rãi và tĩnh lặng. Nói lan man chút ít về các giống hoa đẹp, giờ xin quay lại chủ đề chính của video này là du ký ngắm và chụp ảnh hoa đẹp. Mời cả nhà cùng thưởng thức tiếp video với những bông hoa đẹp mà mình phát hiện được cũng trong đợt du ký cuối tháng 9 năm 2023 này nha. Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư giãn tuyệt vời với hoa đẹp và âm nhạc phiêu lãng.
Video tới đây xin chấm dứt. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành và luôn ủng hộ các video hấp dẫn của kênh này. Hãy đăng ký, like và share ủng hộ cho kênh. Hẹn gặp mọi người ở video kế tiếp của kênh. Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người.